Hello mọi người, thế hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục về đất nước mộng mua cơ nhà mới 1.7.53. Bắt đầu thôi. Nội dung hôm nay thì sẽ là loại Dynamo quả chấm bóng tối. Cái này thì phải cầm 45 cái Ever Earth Snatch. Mười chín thôi. Bắt đầu lên cấp thôi. Ớt trứng loại hình dạng baby ấy, hình dạng baby era sắt. Là chiêu thức cũ thôi, bóng vô bóng tối. Hình dạng toàn bộ giảm 1. Hai tay giống như kiểu mà mỗi đầu mỗi viên phải là hai tay, cái này cũng hai tay luôn mà cũng quá hay châm. Mà tên này được là Era Shadow.
tiếng hóa dạng 2. Erasodic. Tiếng hóa dạng 3. Erasium. Tiếng hóa thành Erasium. Loại chiêu thức mới. Chiêu cắn đôi. Đâu đâu bộ bài. Chiêu cắn đôi. Hay còn gọi là chiêu cá nhân đôi. Hoàn thành rồi. Vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng tại đây thôi. Tạm biệt mọi người.